Hướng dẫn cắt bốp Classic số 8. Bài này phù hợp với khuôn mặt nhỏ, chất tóc dày, phân khu như ở trên video. Viền gáy chia dọc, xác định độ dài bát 70 độ, cắt dọc. 2 về 1 dựa 1 cắt, 3 về 2 dựa 2 cắt. Để rơi tự nhiên bấm ngang ăn ra viền trước. Bát viền trước lên 180 độ dựa mặt sau, bấm bằng. Chia chéo bát 135 độ trước, cắt chéo. Hai bên các bạn làm tương tự. Clip nhanh quá thì các bạn tải về làm chậm lại để xem chi tiết hơn ạ. Các bạn muốn cắt theo được thì phải hiểu về góc độ và đảo hướng nhé. Hạ đỉnh sau để rơi tự nhiên bấm đường bằng. Bắt dọc 80 độ cắt điểm chuẩn dài hơn. Viền gáy hai đôi ngón tay. 2 về 1 dựa 1 cắt. Hai bên tương tự. Sau đó chia vắt tán. Bắt lên 135 độ cắt điểm nhọn. Cắt hết phần đỉnh sau. Đỉnh trước dựa đồ dài đỉnh sau. Bắt lên 160 độ trước. Bấm bằng. Trải hết về tâm điểm dựa tâm điểm cắt. Phần liên kết đỉnh trước và bình sau. Bắt ngang ra tay 90 độ cắt điểm nhọn. Hai bên các bạn làm tương tự. Các bạn follow để không bỏ lỡ các video của mình. Và đây là kết quả.